Thăng chức, tăng lương chỉ sau một đêm nhờ việc sắp xếp lại bàn làm việc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực, nhất là đối với những người làm công ăn lương. Sới công sở bề ngoài nhìn thảnh thơi, quần áo lượn là chỉnh tề, song những áp lực mà họ phải chịu không hề thua kém bất kỳ ai. Làm việc thế nào cho hiệu quả, hoàn thành công việc ra sao để được đánh giá cao, biểu hiện như thế nào để được tăng chức, thăng lương. Đây đều là những câu hỏi mà bất cứ ai bước chân đi làm cũng đều phải đối mặt. Đi làm đâu chỉ để thực hiện hoài bão, ước mơ cũng chẳng phải đơn giản là để thể hiện năng lực của mình. Đi làm còn là để có kế sinh nhai, có tiền để chăm sóc gia đình. Bởi vậy mà người người tại nơi làm việc đều mong có được sự ủng hộ để thăng quan, tiến chức. Ấy thế nhưng, số phận trêu ngươi, có những người dù tài năng đầy mình, cần cù chịu khó nhưng lại không thể thăng tiến thuận lợi, lại bị tiểu nhân liên tiếp hãm hại. Nếu bạn rơi vào trong trường hợp này, nhất định phải để ý xem nơi mình làm việc có hợp phong thủy hay không. Bởi phong thủy nơi làm việc có ảnh hưởng mật thiết đến con đường thăng quan tiến chức của bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin bật mí đến quý anh chị và các bạn một số mẹo phong thủy có thể giúp hóa giải mọi đen đủi chỉ trong một đêm, có thể tăng lương, thăng chức ngay lập tức. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Phía sau chỗ ngồi nên có điểm tựa. Một trong những điều tối quan trọng là khi bố trí bàn làm việc nơi công sở chính là sau lưng có điểm tựa. Việc này cũng tương tự như ta có người chống lưng đỡ đầu tại nơi làm việc. Theo phong thủy, nếu phía sau chỗ ngồi của bạn là đường đi, hành lang thì khi làm việc thường khó tập trung, tinh thần bất an, làm việc kém hiệu quả. Vì thế, nếu có thể, hãy chọn chỗ ngồi có tường phía sau hoặc đặt thêm bàn hoặc kệ làm, chỗ dựa vững chắc. 2. Phía trước thoáng đãng. Từ bàn làm việc của bạn nhìn ra, phía trước nên rộng rãi, thoáng đãng, tuyệt đối không để bị vật chắn trước mặt hoặc không gian nhỏ hẹp, bó buộc tầm nhìn. Nếu bạn làm việc đối diện với bức tường thì tiền đồ của bạn khó lòng rộng mở bởi mọi vận may đã bị bức tường chắn lại, không thể phát huy. 3. Xung quanh không có hành lang. Hãy đảm bảo sau lưng, trước mặt hay hai bên bàn làm việc của bạn đều không có hành lang để tránh lộ xung. Điều này cũng giống như khi ta chọn nhà nên tránh bị đường đâm thẳng vào sẽ gây hại đến phong thủy. Bàn làm việc không tiếp giáp với hành lang sẽ khiến cho việc tăng lương, thăng chức của bạn được suôn sẻ, không gì ngăn trở. 4. Chỗ ngồi không đối diện với cột nhà. Chỗ ngồi ở công ty tốt nhất không nên đối diện với cột. Nếu bạn có chỗ ngồi đối diện với cột thì chẳng khác gì bị gậy đập vào đầu, chắc chắn trong công việc sẽ hay xảy ra sai sót. Bình thường cũng hay bị đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. 5. Quá gần cửa ra vào. Nếu bạn ngồi làm việc ở gần cửa ra vào, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ở công sở, chức vị càng cao thì chỗ ngồi càng cách xa cửa ra vào. Điều này sẽ đúng với nhân viên, tùy theo vị trí cao hay thấp mà chỗ ngồi cũng có vị trí tương đương. Nếu bạn có thể tự do chọn chỗ ngồi, hãy tránh nơi quá gần cửa ra vào để không ảnh hưởng đến việc tăng lương, thăng chức. 6. Xung cửa, xung đường. Bàn làm việc thẳng ra đường lớn hay cửa ra vào sẽ gây xung khắc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người ngồi. Bạn sẽ hay bị ốm vặt hoặc dễ bị gặp tai họa bất ngờ. Sức khỏe không tốt sẽ khiến bạn chẳng thể có tinh thần để tập trung làm việc, ảnh hưởng đến việc thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bạn đang ngồi ở vị trí này, bạn có thể đặt thêm kệ hoặc bình phong để giảm bớt xung khắc. 7. Trên đầu có xà nhà. Điều này cũng tương tự với phong thủy nhà ở, hạn chế tránh chỗ ngồi ngay dưới xà nhà. Chỗ cất tiền nên ở nơi cẩn mật. Nơi hàng ngày có nhiều nguồn tiền ra vào như kho, ngân quỹ thì tốt nhất nên bố trí ở nơi cẩn mật để tránh họa phá tài. Tốt nhất là đặt ở vị trí sát chỗ ngồi của mình. Bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng, chớ nên mắc phải lỗi cấm kỵ trong phong thủy dẫn tới phá sản lúc nào không hay.
10. Bàn của sếp phải to hơn bàn của nhân viên. Thông thường, bàn của sếp phải có kích cỡ lớn hơn bàn của nhân viên. Như thế mới thể hiện được vị thế và quyền lực của người lãnh đạo. Nếu bàn không đủ to, có thể sắp xếp thêm tủ kệ xung quanh để có thể tăng thêm vận khí. Mệnh chủ sẽ dễ bề bao quát công việc cũng như chỉ đạo của nhân viên làm việc. Kính thưa quý vị, trong phong thủy phòng làm việc, ngoài việc phải chú ý đến vị trí đặt bàn làm việc, thì việc sắp xếp đồ đạc cá nhân trên bàn làm việc ở vị trí nào cũng được quy định rất cụ thể. Vậy bàn làm việc sử dụng trong văn phòng cần phải được sắp xếp như thế nào để tránh rơi rớt tiền tài và mang lại hiệu quả cao trong công việc? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong nội dung tiếp theo. Cách bài trí các vật dụng trên bàn làm việc. Phong thủy học cho rằng, người ngồi làm việc phải được tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ thì mới minh mẫn trong việc điều hành công việc. Để tăng khả năng tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ, trên bàn làm việc phải đặt một cốc thủy tinh trong không màu. Vật dụng này được phong thủy gọi là tháp văn dương. Nếu không có, bạn thay thế bằng một cột thủy tinh có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy. Các bạn có thể làm theo cách sắp xếp như sau. Trồng hồ sơ bên trái nên cao hơn bên phải. Nên đặt điện thoại ở các hướng tốt hợp với bạn: Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam dành cho người Tây tứ mệnh và Đông, Đông Nam, Bắc, Nam dành cho người Đông tứ mệnh. Năng lượng tích cực cũng như những điều may mắn sẽ luôn đến với bạn nếu trên bàn làm việc đặt những vật tượng trưng cho ngũ hành. Hướng Bắc, tách trà, ly nước hoặc cà phê. Góc Đông Bắc, cái chặn giấy bằng thủy tinh hoặc pha lê. Phía Đông, đặt một bình hoa tươi ở bàn làm việc giúp tạo năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hăng say làm việc. Góc Đông Nam của bàn làm việc, đặt một cây nhỏ tươi tốt để thu hút tài lộc và sự thăng tiến. Tuy nhiên, cần tránh cây xương rồng hoặc các cây có lá sắc nhọn. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây chết, hãy bỏ ngay và thay bằng một cây khác. Góc Đông Nam của bàn làm việc cũng đặt các tượng giả cổ màu đỏ hoặc màu tía tượng trưng cho sự giàu có. Góc Tây Nam của bàn làm việc đặt pha lê tròn hoặc quả cầu thủy tinh trơn để tạo sự hòa đồng giữa bạn với các đồng nghiệp. Hướng Nam của bàn làm việc đặt các loại đèn cung cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng cho bạn. Hướng Tây hoặc Tây Bắc của bàn làm việc nên đặt các thiết bị văn phòng bằng kim loại như máy tính. Nhớ rằng phải đặt vật thấp ở bên phải và vật cao ở bên trái. Ngoài ra, phía Tây có thể trang trí thỏi vàng phong thủy. Theo phong thủy, xưa bàn là vùng liên quan tới sức khỏe, cần giữ vùng này sạch sẽ. Phần phía sau, góc bên trái là vùng giàu sang, hãy đặt một bao đỏ đựng 9 hoặc 3 đồng tiền. Phần phía sau, góc bên phải là vùng quan hệ, đặt các vật thể thành từng cặp đôi như hai đóa hoa tươi hoặc hai bức tượng nhỏ. Hoặc bạn cũng có thể sắp xếp bàn làm việc theo sơ đồ phong thủy BQ với cách sắp xếp như sau. Theo sơ đồ BQ, một chiếc bàn làm việc tiêu chuẩn hình chữ nhật được chia ra làm 9 phần tương ứng với 9 yếu tố trong cuộc đời bạn. Mỗi phần ứng với một màu sắc, bạn có thể áp dụng quy tắc BQ để thúc đẩy một mảng nào đó theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, không nên ôm đồm quá nhiều mà tạo thành một bàn lộn xộn, vì sự lộn xộn cản trở sáng tạo. Tốt nhất nên để trống 50% diện tích bàn trong mọi thời điểm và chỉ chọn 2 đến 3 ô làm trọng tâm. 1. Sức khỏe và sự thịnh vượng. Góc phía bên trái thể hiện sự thịnh vượng, tập trung vào ô này nếu muốn thu hút tiền tài, của cải. Vậy tốt nhất để đặt vào đây là một chậu cây nhỏ để thể hiện sự sinh sôi. Nhưng nếu không thích cây cối, bạn có thể đặt một vật có giá trị như một chiếc bình cổ. Đây cũng là nơi thích hợp để đặt một chiếc máy tính. 2. Danh tiếng. Khu vực ở giữa bên trên bàn là ô của danh vọng và sự nổi tiếng. Bởi vậy, hãy để danh thiếp hoặc tên chức danh tại đây. Ngoài ra, bạn có thể để một bức tranh, ảnh thể hiện bản thân hoặc những thành quả đạt được. Ví dụ, bức ảnh bạn nhận bằng tốt nghiệp hoặc chiến thắng trong một cuộc thi. 3. Tình yêu và các mối quan hệ. Hãy tập trung vào góc phía bên phải nếu muốn đi tìm một nửa kia hay làm việc trong một môi trường cần tiếp xúc với nhiều đối tác. Một bông hoa tươi đặt ở vị trí này sẽ mang lại may mắn và thổi bùng lên sự lãng mạn khi bạn còn độc thân. Nếu đã có người thương, đây là vị trí hợp lý để đặt ảnh họ. 4. Sự sáng tạo. Bạn có thể tăng tính sáng tạo bằng cách tập trung vào ô giữa bên phải của bàn. Nhiều nhà văn thường đặt một cuốn sách hoặc cuốn sổ tay ở vị trí này. 5. Quý nhân phù trợ và sự đi lại. Tập trung vào góc cuối bên phải của bàn nếu bạn muốn nhận được điều giúp đỡ từ bạn bè. Đây là vị trí lý tưởng để đặt một cuốn danh bạ hoặc sổ địa chỉ.
Khu vực này cũng tượng trưng cho sự đi lại, có thể đặt một cuốn cẩm nang du lịch hay ảnh của một địa điểm du lịch mà bạn hằng mơ ước. 6. Sự nghiệp. Góc bàn ở giữa sát ghế ngồi là ô của sự nghiệp, luôn luôn giữ cho khu vực này gọn gàng, sạch sẽ. Như chuyên gia phong thủy gợi ý, có thể sán một câu khẩu hiệu tích cực trong khu này để đẩy mạnh tinh thần. Trí tuệ và sự thông thái. Nếu bạn đang học hoặc tìm hiểu thêm một thứ gì, hãy tập trung vào góc bên trái gần ghế của bạn. Bạn có thể để một cuốn sách tham khảo hoặc hành trình của một thần tượng trong lĩnh vực khoa học, nếu muốn. 8. Gia đình. Một bức ảnh gia đình là thích hợp nhất cho khu vực bên trái, ở giữa bàn. Đóng khung ảnh bằng gỗ sẽ tăng thêm năng lượng cho ô bàn này. 9. Sức khỏe. Mặc dù việc ngồi lâu tại bàn làm việc không có lợi cho sức khỏe của bạn, có một số mẹo nhỏ để tăng cường sức khỏe ngay trong khi làm việc. Giữ khu vực giữa bàn sạch sẽ, chống để thu hút năng lượng tích cực. Cuối cùng cần nhớ rằng, quan trọng hơn hết là bàn làm việc phải thật sự sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng để sinh khí luân chuyển, tránh các dòng khí bị ngưng trệ. Riêng điều đó thôi đã tạo cho ta một cảm giác thật dễ chịu, một tinh thần thật sảng khoái. Và tinh thần thật sảng khoái thì mới hoàn thành tốt công việc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.